không kịp đợi mình quay clip cái gì hết trơn á, chưa xong đổ ra cái thằng nhào để ăn liền. Ôi trời là khan ấy rồi kìa. Ê chưa? À chi chi cái chi chấm nhà á. Dạ đi chi. Ừ. Đi chi chi chấm nhà. À. Mấy ghế cho khách ngồi đó. Thê xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình bé heo cuộc sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Bữa nay em chuẩn bị làm bánh khọt á cô chú. Thì cái khuôn này em mua tới rồi nè, mua tới bữa giờ rồi đó. Khuôn này có 4 cái hả? Còn cái khuôn này thì rất là nhiều cái, nhưng mà cái khuôn này là cái khuôn mà bên đây người ta làm bánh bạch tuộc á. Mua đó em làm đổ bánh khọt hết lần rồi, nhưng mà cái lòng nó sâu á, cho nên đổ không có được. Bây giờ thì đổ cái khuôn này, cái khuôn mới mua này. Nè nó bự như cái bánh khọt mình vậy đó cô chú. Nó nặng lắm nha, chắc tay lắm. Còn người ta có tặng kèm cho mình cái cây quét dầu, rồi cái cây cắt bánh hay gì nè. Rồi này thì bột bánh xèo. Bột bánh xèo em mua trên mạng tới rồi. Mua 2 bịch luôn, lần mua lần khó. Có mua lần 2 bịch. Bánh xèo này. Bột bánh xèo này nè, bánh xèo taki gì nè. Đó, 2 bịch. Còn cái này thì đậu xanh, hồi nữa mình luộc cái đặng mình làm nhân. Với cái này là con nghêu này 500g người ta ấy ra sẵn cho mình nè, hồi nữa em xào chín rồi em làm con nghêu. Với em làm trứng cút. Nhưng trứng cút đây, trứng cút sống mua bữa đi chợ đầu mối á. Bây giờ em đi nấu đậu thôi. Cái này thì em sắc ra, cái này là ớt chuông, cái này là cà rốt, hồi nữa em xào chung với con nghêu. Đậu mình làm nhân á cô chú, tại vì em không có mua thịt chứ không có tép. Cái này thì hồi nữa mình bỏ vô bột với mình chượng ít ra mình xào. Rồi cái này thì hồi nữa mình làm nước mắm. Giờ thì em đi xào đây. Cái này thì em xào nghêu với cà rốt với ớt chuông xong rồi cô chú. Thì bây giờ tới em làm thêm cái nhân nước cốt dừa. Nước cốt dừa với đậu xanh. Giờ em đi làm. Bây giờ thì em chuẩn bị nhân xong hết trơn rồi cô chú ơi. Cái này thì nước cốt hành với đậu xanh. Cái này thì hồi nãy em nói rồi. Bây giờ thì em pha bột. Lần đầu tiên mua cái bột này khác nữa nè, bột bánh xèo gì nữa nè, không biết là như thế nào. Để em cắt ra pha cho cô chú coi. Bột này không có bột nước cốt ở dừa ở trong hay sao á. Hàng gì mà không kiếm mua một bột mà không có. Có bịch nghệ cô chú ơi. Này có bịch nghệ ở trong. Nãy em tính bỏ nghệ thêm rồi. Này có bịch nghệ sẵn rồi. Em làm 2 bịch luôn. Một bịch xong rồi cắt thêm bịch thứ hai. Tại vì em làm đem đi, bữa nay tính đem đi cho hàng xóm á. Thử sức bữa nay. Đâu rồi bột nghệ đâu rồi. Xong rồi cô chú, bây giờ em đổ bia vô. Em nghe mấy cô chú anh chị chỉ là đổ bia vô, với mẹ em bên Việt Nam cũng chỉ nè, đổ bia vô là nó giòn á cô chú. Nó giòn cái bánh á. Giờ em đổ bia vô. Đổ bia vô xèo cho em. Lên bọt dữ rồi cô chú ơi. Đổ anh chai này vô không biết ấy không nè. Đặc quá à. Đổ hết chai chắc thêm nước vô. Rồi em đổ nước cốt chanh vô. Nghe nói nước cốt chanh này cũng giòn lắm nè. Đổ vô. Quậy lên. Đặc quá, hồi chắc phải thêm nước. Đặc quá, giờ em đổ thêm chai bia vô nữa cô chú. Để quậy lên thử coi. Đặt cứng luôn. Hai chai bia uống xong rồi xỉn luôn á cô chú. Rồi bắt đầu em đập hai cái trứng gà. Bỏ hai trứng gà.
bỏ hai trứng gà vô cho nó giòn, trộn đều lên. Cái thau bột em đã làm xong rồi, mình quậy bột xong mình để cho nó nghỉ ngơi. Bây giờ mình đi làm nước mắm á cô chú. Đem qua đây đang chuẩn bị làm nước mắm. Nước mắm đây. Cái này thì tỏi ớt bằm ra xong rồi. Cái này thì đường bột ngọt, ăn theo tỷ lệ gia đình. Em thì làm theo tỷ lệ gia đình của em. Rồi bắt đầu em đi làm thôi. Bây giờ thì em cho nước cốt chanh vô cô chú. Nước cốt chanh cái này thì chua chua ngọt ngọt thì nó ngon hơn. Bắt đầu em cho nước sôi vô. Cho nước sôi vô. Rồi mình quậy lên để cho nó tan đường bột ngọt. Em thì nói chung là làm là tự chế không mà cô chú ơi, em không có bài bản cho nên cô chú anh chị thông cảm. Rồi bắt đầu cho nước mắm vô. Nước mắm này nước mắm địa nhị nè. Ở bên đây chỉ có nước mắm địa nhị với Nam Ngư thôi chứ không có cái gì khác hết trơn á cô chú. Cho khi nào ông bà kêu dừng lại thì mình dừng. Rồi cái bắt đầu mình cho ớt bằm vô. Ớt bằm vô. Xong rồi mình cho cà rốt sắc sợi, bào sợi vô. Nguyên một tô nước mắm ngon lành. Ngon lành cành đào cô chú ơi. Vừa ăn rồi đó. Em làm cái là thường thường nhà em làm cái là vừa ăn luôn vậy đó cô chú. Rồi xong rồi bắt đầu mình đi đổ bánh thôi. Mời cô chú anh chị đổ bánh với em nha. Đây tô nước mắm của em, tô nước mắm tình yêu của em đây cô chú, không có thể thiếu trong những cái món ăn bánh xèo bánh khọt. Em chuẩn bị đổ bánh khọt cô chú ơi. Đó em chuẩn bị nhiêu đó. Đó chai dầu đó, đổ bằng cái bếp điện không biết được không nữa nè. Nếu không được hồi đổ bằng bếp ga, mà bếp ga thì nó hơi bị không có điều lửa cô chú, nó hơi khó canh. Ừ. Xong rồi cô chú ơi. Hả? Em đổ xong rồi. Làm bao nhiêu nè bà? Đâu được mẻ rồi. À, bao nhiêu nè. Đó. Không mang bà tí nha nè bà. Ê, nước này vào đây mama. Chú khám ơ, yeah. Wow. Cái này là cá nhân đậu này cô chú. Bây giờ cho em đổ dầu vô.
cô chú ơi. Em lấy ra thôi. Cô chú á, cô chú coi cha bé heo nè, em làm chưa xong nữa rồi, ta chuẩn bị muối nước mắm đồ ra chuẩn bị đang ăn rồi đó cô chú. Ông trời chưa. Ê cái hả, Trung Quốc. Em làm chưa xong nữa mà lại đã chuẩn bị đang ăn rồi đó. Nãy em đổ bằng cái ca nó đó, nó xài ra ngoài quá trời luôn à. Em đổ bằng cái này cho nó dễ hơn. Xong rồi cô chú ơi, đây là cái này là đậu xanh, cái này là nhân hải sản, cái này là nhân trứng cút, đủ mùi vị hết trơn rồi. Chồng em gấp quá, giờ chọn đồ ăn đó cô chú, chồng em ăn trước một mẻ. Cái này là được 3 mẻ đó cô chú, hồi nãy là này nhân đậu 4 cái mà chồng em thèm quá ăn 2 cái đó cô chú. Cái này là nhân hải sản, cái này là nhân trứng cút. Em vừa làm xong, vừa quay video xong chưa kịp gì hết là bắt đầu đem lên đây là ăn liền cô chú, mà ăn không thấy gao lấy gì chưa, thấy ghét không? Sợ mấy dài ngon không? Ngon dữ không? Được. Quay mặt ra đây ơi. Mời ta cha chi ơi. Mời cả nhà ăn coi. Mời cả nhà. Cái ta cha xí. Mời cả nhà mà để nó ăn nữa nè. Mời cả nhà. À lý. Thiệt tình chứ. Bó tay vậy. Ăn mà cứ nó ngon quá, ngon quá. Mấy chi the à? Giỏi quá. Không ăn gao hả? À. Giỏi quá, giỏi quá. Đó, ăn rồi đó. Làm đi chứ, chứ không kịp thở luôn, đổ không kịp chọi măng rồi cô chú ơi. Được quá. Không kịp đợi mình quay clip cái gì hết trơn á, chưa xong đổ ra cái thằng nhào để ăn liền. Đây chết. Bó tay. Ngon dữ lắm hả? Này cơ hội si. Sư cơ này cơ hội. Đây à. Thích ăn cái hải sản ngon rồi cô chú ơi.
Có quá trời, thèm dữ lắm mà. Ngay giờ em làm mà ngồi canh me em nhào là vừa xong là hốt ăn liền đó cô chú. Bái phục. Không. Xong rồi, mời cô chú anh chị ăn cơm với gia đình em nha. Thì bánh gọt em làm xong rồi đó cô chú. Cái dĩa này hồi nữa em đem đi cho hàng xóm. Cái này dĩa này hồi cho hàng xóm. Còn này thì ở nhà em. Em đổ hai bịch. Em đổ hai bịch bánh xèo mà được có nhiêu đó cô chú. Có nhiêu cái đó đó. Em cho hai dĩa rồi. Còn nhiêu đó nhà em ăn. Giờ vợ chồng em đem đi cho hàng xóm á cô chú. Lò con, lại khang khang, lại tao cha khang khang lò con. Ôi trời, là Kha nấy kìa. Rồi Kha tông xí kìa, bữa sức kháng nhỉ. Kêu coi đồ ăn, kêu coi đồ ăn mà đưa cái mặt vô. Rồi, tao ba, thêm ơn. Thêm ơn, mắc cỡ. Tao ba, chí. Kha xíu, nó mắc cỡ. Tao. Này, hôm nay, tao này rồi. Tao mày. Tao quá. Ai cơ? Ok, nè nè, tôi xua, tôi cha nè, nè xi xi khai xi xem bây giờ. Cái sông, cái thảm này bên đây. Tôi tua, nè xi 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 xem bây giờ. Này à. À, này là cha này à. Nhìn nè nè. Đi nào ba, chi nó lệ xi ba. Đi nào chi nó lệ xi. Nào chi lệ xi. Chị ơi, khai quả cha xong bây giờ. Cha xong rồi. Quả tua, quả tua. Ờ, quả tạo đã. Quả lại đây bên cho kẻ than đây nè. Mày có tới gì không? Chồng mắc cỡ đấy, cô chú. Quả tua, kẻ đi chi chi khai xong bây giờ. The nữa, nào the nữa. Chúng ta à? Này là đi chong lại bên the, đi cuộn lại, đi cha này là đi chi. Ồ, xong rồi. Này, ý cỡ tiền, ý cỡ tiền. Ồ, chứ phải nhìn mà hả rồi thì mấy. Ờ, nên chị gái xíu xíu chẳng bây giờ á. Mấy chứ. À, chị gái xíu chẳng bây giờ á. Thôi mấy tao cha. Em qua đây cho gì bên đây nữa cô chú. Bữa nay chồng đi ly chía cho em đi theo điện thoại nó hơi bị gung á cô chú thông cảm. Vô đánh má. Vì nói đợi chút gì đi vô trong nhà vệ sinh cái. Ok nhỉ, xin xin đây là khác xíu xíu xong bây giờ. Nị na the, nị này gần nị phan ở bên the, nị cuộn lại nị cha này gần nị chi, nị xíu xíu sao bây giờ? À, na ở na cha gì xí cơ, sao bây giờ? Bây giờ, bây giờ, đâu có mà chơi xin à, hay dùng trứng xin à, quá nhiều. Không dùng, na đây là con, cái gì xíu xíu cơ sao bây giờ? Mấy sao, mấy. Cái gì xíu xíu, à, xíu, tao. À, xíu, nị xíu xíu ấy, cái sao bây giờ? À. À. Đợi gì đi gỡ tay cái gì ăn thử gì nó đợi gì ăn thử coi sao. Có cái mấy thớt rồi. Ừ. Tôi chỗ này phải anh chọn cái mà. Xem. Nè. Bao thằng đó. Đây này. Cái gì mà cái bê quá chứ mà. Không phải, là cái xiao mì mì. Em chuẩn bị xong rồi, đợi ông bà nội về á cô chú. Thì nhà em cho hết ba dĩa rồi, cho sớm á. Rồi đầu tiên là tính cho hai dĩa ha, nhưng mà gặp cái anh đó nữa rồi cái em cho luôn là ba dĩa. Rồi em còn có nhiêu đây nhà ăn nè cô chú. Chứ em cho cái gì đó, cái gì mà bữa em lại nhà em quay video á,
cái gì mà tóc bạc mà đẹp đẹp người đó, dì cho em trái dâu tây. Còn trái dừa quất này thì em mua trái này có mấy tệ à. Còn cái này thì dì cho em đó cô chú, giờ ông bà nội về gần tới rồi. Dì cho ba cửa. Đó, ông nội lại đã cha con nó ra đây đón rồi đó. Nhiều đây em mới trả được rồi, ta này. Chị Lũ Lẹ à. Ê, tên này nè, chị Lũ Lẹ con. Nè lại, tên này nè, chị Lũ Lẹ. Nó, bộ can chiên là bộ can chiên là bị vô là. Cưa thảo đây, te tảo chiên bên xì. Bà chú ý là bị anh đây là bộ can chiên đó. Teo lại cho bà xì. Đó, ông nội mua dưa hấu với dầu tây nữa. Cà te dây này, chú lại đây, chú lại đó bà cà xì. Mang giả thật bố xì. Tạo chiếu nè. Con thấy qua tê đây là xung kề đỉnh là. Kề tham ảnh đi bên. Ừ. À. Ừ. Sao mấy vậy? Hỏi tham à? Nà mẹ quá chi tua đó. Mời cô chú anh chị ăn cơm với gia đình em nha. Mấy dạ xuôi đi. Xuôi xin chào bà cô chú đi con. Nó lì à, có ông bà nội gì nó lì à cô chú ơi. Xuôi đi con. Thôi đi. Hai con xin chào mời ông bà cô chú đi con. Mắc cỡ, có ông bà nội lì. Xuôi đi con. Thôi đi. Nhìn anh chị ba, nhìn anh chị ba. Chị đây bây giờ anh chị ba. Kêu ba ma si ơi. To này là suối kẹo ma ba si ơi. Kẹo ma ma to kìa. Mấy dầu ít tiện rồi mấy xong nó la. Nhìn khai khai sao mấy dầu. Vì khai khẩu vân này là chi chỉ mấy kệ ma thế tiện cho ma cuộn đi là chi kìa cuộn kìa ha thấy cơ sở rồi sao mới cuộn chàng heo nhào bên đó ngồi nữa rồi đó nhiều chàng heo cuốn cho bà nội đó. Bên này nè gì hỏi chi ma kể thấy cái thẩm mỹ kể đâu con kể thấy cái thẩm mỹ quan đi về này hảo chi ma đi con quan đi về này hảo chi bảo hảo chi mà nhà bên này nó không ngoan gì chưa khoa trường bạc nó ăn cơm rồi nãy về kêu nó ăn bánh không ăn cho nó ăn cơm mà đợi ông bà nội về tới cái này nó nguội luôn. Nó chê chua, nó chê trái dâu tây chua. Măng dạ đi quanh này nè, dây hậu bảo hậu chi. Đi quanh dây này nè coi. Măng dạ quanh. Mà nội thì ngon lắm ngon. Kêu này chua kêu ye chia chua chín lại ye chua chín thấy giòn này bên nè chín lại ông nội lấy cái dâu là cho mình dạ nói chua không ông nội nó ăn thử đi. Chua. Chị liệu na thu lại kẹo ba chi đi. Na thu lại. Ông nội nói cái mùi đó ông nội ăn hơi khó ăn. Cái mùi nước mắm á cô chú. À, kêu ông nội ăn gạo nhiều dưỡng chắc.
kêu nó kêu gì chứ chắc kè mắc giả nị na kè nè nè si kè nè nè mấy dâu sổ kè nè hãy mua ái nè nè là về cày tha tao quay nị si kêu ông nội kè đưa cho nó đằng nó đút cho ông nội mới chịu chấm nước mắm đút ông nội đó không cho ông nội cầm nó ghét chưa không cho ông nội cầm sẽ ăn là quay nè nè cái này nè mấy xả xi kìa sẽ ăn là quay rồi dê dê bò luôn là tôi đánh đấy à không biết vì sao à Không được. Chẳng là, mama. Để cho nó sạch. Không có quá. Được rồi, không được. Được rồi. 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 Được làm đúng không bà nội không cho bà nội cầm ăn. Cháu có chuyện. Chết phụ có chỗ đấy rồi. Làm gì?
找不到你。你买充气宝吗？不等啊，我改别人了，改别人就三个那个了，三个加了，所以没多了。行了，慢点。没有你爸呀。你拿点回去吧，你们吃吧。我吃热的，知道了吧？行，去网上人家叫别去了。我妈妈也都买那个，妈妈去买那个，妈妈干嘛买那个？你干嘛？哇，这真好看。嗯。爷爷。啊？真看见。嗯。我们转。嗯。丢老公给他了吗？爸爸，你把这个拿气球给我玩吧，我最喜欢玩的就是气球。慢点，慢点哈，慢点，他慢点。你不许那么气球。他唱歌给人听。慢点，小来小声点。对，妈呀，真棒，真漂亮。对，那小声音那好。爸nấu ăn nó giờ biết bao lâu giờ mới biết cái đó là hạt đậu xanh. À muốn hết dễ luôn rồi mới biết hạt đậu xanh. Cho ăn heo đi, hâm đồ ăn lại, ăn thêm rồi đó. Bên đây người ta không ăn món, ta ăn nhiều thứ món lắm. Bạn dạ xuyên là cho dê chi phan, đi hỏi dê canh đi qua hò bữa hò. Dê chi phan, cho ông nội ăn cơm, họ nội chơi với con, nghe không? Ông nội đang đợi cho ăn heo hâm đồ ăn ra ăn đó cô chú. Khai sơ. Bà nội ăn hết dĩa đó cô chú. Măng dạ, dê chàng thổ pha hành xói kìa măng dạ. Nè nè cho mà xấu. Dê chứ gì phiêu lèn hà nè nè cho mà xấu. Thế nản không? Nè nè phiêu lèn, dê thủ. Mày kha thủ nè nè kìa, dê hả mấy te chi chèn kha thiền thủ, thiền nản đó. Hai canh dê xuôi. Dê. Quay xuống mà mấy te nè nè xuôi. Hai ông cháu ăn dưa hấu ăn đua đó. Hôm nay là dây 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 dây. Ừ, chị chiên chua. Những cái bánh nó có quả phí này. Hơi tha tủy luôn rồi. Gớm chùi miệng luôn rồi. Chàng heo ăn dấu. Chàng heo ăn dấu. Chàng heo ăn dấu. Chàng heo ăn dấu. Hắn chiều là Chiều thôi lại tiêu di là mà. Chiều lại tiêu di mà. Thôi bù lại là nội hôm giờ cậu có lại văn lưới không? Nội nữa không? Nông hăng em ba mấy hả nông hăng được rồi. Hãy đúng rồi nhìn đi. Chị lại trả cái dĩa cho em. Chị lại trả cái dĩa cho em. Ê, chị lại là. À, không, 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 chị lại trả. Tặng bông cho người ta nữa kìa. Nó nó không có ăn được, không có ăn được. Nó chín rồi mà. À. Ờ, cái này cái này xiao liu. Cái này xiao liu. À. À, tôi cho anh ở đây. À, xin lỗi, phân tay cho, xin lỗi.
哎呀，它是这种锅呗。我买那边中锅，我做。哦。啊，锅那边。我看那个是它这么圆，还有里边还有油，还有个还有那个。对对对对对、啊、对，现在。哦，是。哎，别耽误你吃饭。哎，吃饭了。去吧，蹲。妈呀，给蹲，给蹲没办说。妈呀，那蹲给没办说的刚。俺不坐了，俺这没有锅，疼着。你还大吗？妈呀，还大吗？嗯，那个就看挺好的。哎，行，行，行，行，谢谢啊，那小宝儿，你那么没动神儿啊？我们这个是上小学去回来的，家里头，特别难受。这行情怎么整儿？我说都是精这孩子，特别精。老师，嗯，快点别吃饭吧，我都别耽误了，别耽误，别耽误，没事，没事啊。你们吃了吗？费一点。Khám mắc giá là mà đánh đánh nó tuôn đánh chua. Để khách lại cái đó lấy ghế rồi cho anh ta ngồi. À, bà nói mắc giá giống như là người lớn vậy đó. Khách lại lấy đồ rồi cho ngồi. Nó đưa khách về nhà đó. Tiễn khách rồi đó. Cô nó chết nó hổ. Ừ, đi đưa đi tiễn khách về bị té bị chạy cái đầu gối vậy đó, giờ kêu cha lấy cái băng keo băng lại. Gà lại cha hay kẻ khoa hay na tun. Cha nó cười, cha nó như vui, thấy con gì cái vui cười. Này cái này nè, cái này nè, cho cái chiều cưa đi con. Tại cha chèn thiên, theo tiện đi con. Đi. Đi mang dạ. Mang dạ. Mang dạ. Mang dạ là cái này nè, cho cái chiều cưa đi. Khoa tiện. Tôi mang mà. À, đi xong ba. À, mang dạ xong đi. Nhà chế đó nghe cô chú. Nắm đầu nó, nắm đầu là bố té nè. Ờ, nắm đầu. Đây là hậu bàn quý vị. Tay chàng cơ đây. Tay chàng cơ đây. Kêu ông nội bánh chàn á. Cái này nè, dê xong cơ đây. Ờ, mama ba ba hay cỡ này. À, hay cỡ đó. Ừ. 我还感谢你爸爸对你不好。我爸爸妈妈去上班呢，爸爸妈妈去上班什么的，快点。đang gấp tem cho bà nội á, bà nội thích ăn á cô chú, cho bà nội đem về. Trong đó thông sao? Trong đó mua được không à? Trong đó mua được không à? Nó đưa tiền bà nội về đó. Nắm ông nội đưa ông nội về kìa. Dẫn mẹ đi con trai.
Con trai dẫn mẹ đi. Cháu dẫn ông nội, con trai không dẫn mẹ gì trơn á. Mở cửa sẵn rồi kìa. Để mở cửa sẵn cho bà nội ra đó. Nè nè nè, hãy dụng nè nè nè, mấy dụ anh phụ nè 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 té rồi kìa. Té nè nè tạo. Đi bà về nè đi con. Video game bên đây là hết rồi. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Bye bye, hẹn gặp lại video sau.